Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận được phản ứng của dư luận, đơn vị đã rà soát lại toàn bộ nội dung của văn bản số 2285 ban hành ngày 26 tháng 3 về phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó thừa nhận sai sót khi cho ban hành văn bản vào thời điểm không phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã có cái quyết định thu hồi cái văn bản và cũng đã làm việc trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Đó là một trong những cái cơ chế chủ động phòng ngừa đối với những cái tình huống mà có thể xảy ra trong thực tế, chứ không thể nào đặt ra vấn đề đó khi mà nó chưa có sự việc đó xảy ra. Song song với việc triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện minh bạch hóa thông tin, ngăn chặn tin giả, tin chưa xác thực. Đại diện Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố ý thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công khai cái việc xem xét xử lý đối với các cá nhân có liên quan đến việc này. Thì thời gian cung cấp là rất là sớm, chúng ta sẽ công bố công khai thông tin việc này và quan điểm thành phố là sẽ xử lý rất nghiêm đối với các cá nhân có liên quan. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có 44 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp đã khỏi và xuất viện, 41 trường hợp đang điều trị. Thành phố đã cách ly tập trung gần 10.000 người và hiện đang tích cực xử lý ổ dịch liên quan đến quán bar Buddha tại quận 2. Thành phố cũng đã chuẩn bị mọi phương án ứng phó với những diễn biến tiếp theo của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.